Xin chào tất cả quý vị và thưa quý vị, cái bức cuốn thư hàng VIP thì nó sẽ như thế nào? Và hôm nay thì em sẽ quay quý vị xem một bức cuốn thư mà cơ sở của em đã tạo tác trong vòng 5 tháng qua và bây giờ thì mới xong được quý vị ạ. Bức cuốn thư này thì được làm bằng chiếc đầu gỗ gụ cũ quý vị nhá. Gỗ gụ cũ và tất cả những cái phần chi tiết đục là đều được đục tay theo lối đục kênh bong hàng sắc nét luôn. Và phần khảm thì là khảm bằng chiếc đầu đỏ của Singapore quý vị ạ. Khảm của Singapore. Rồi. Đây là tổng thể cái dáng của bức cuốn thư này. Và khi nhìn như thế này thì chắc chắn là quý vị cũng có thể biết được cái sự khác biệt của cái bức cuốn thư này đúng không ạ? Và cái phần đẹp nhất và nổi nhất cũng như là khác biệt nhất của bức cuốn thư này đó chính là cái phần nền. Cái phần nền chính giữa đó đều được cơ sở em cắt những cái đường gấm chữ vạn và được đấu chữ vạn quý vị nha. Đó. Nhìn nó cực kỳ là sang, rất là sáng. Và nhìn nó rất là dày, rất là đẹp quý vị ạ. Khi mà làm như thế này thì tự dưng nó sẽ tôn vinh lên ba cái chữ Đức Ngư Quang này. Nó sẽ bật sáng lên. Đấy, ba cái vòng tròn càng làm thêm ba cái chữ này nó nổi bật lên. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây chính là cái lý do tại sao cái bức cuốn thư này cơ sở em làm nó lâu như thế, làm 5 tháng và bây giờ thì mới xong quý vị ạ. Ốc thì ốc Singapore rồi. Quý vị nào đã có thời gian để mà theo dõi cơ sở của em thì quý vị chắc chắn cũng đã biết đúng không ạ? Cơ sở của em chuyên về đồ gỗ khảm ốc hàng đỉnh cao. Đó, hai bên thì vẫn là khảm hai cái giỏ hoa bằng chiếc đậu đỏ. Hai bên sẽ là hai cái giỏ hoa quý vị nha. Và tất cả những cái phần kỹ thuật thưa quý vị. Đây này. Đó, những cái giỏ hoa đều được sen nọng này thưa quý vị. Được sen nọng. Đó, những cái bông hoa này cũng đều được sen nọng quý vị nha. Ốc thì là ốc đẳng cấp rồi. Không phải bàn thưa quý vị, ốc không phải bàn. Rất là đẹp đúng không ạ? Cái bức cuốn thư này nó khác biệt với những bức cuốn thư khác là cái phần cơ sở em đầu gấm. Đó, nó rất là nổi và hết rất là nhiều nguyên liệu cũng như hết rất là nhiều công. Rồi, quý vị xem cái dáng lại một lần nữa. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Và với những cái phần đục tay. Đó, những cái phần đục chạm thưa quý vị. Đều được đục tay 100%. Cực kỳ là sắc nét và kênh bóng. Đó, nhìn nó rất là sâu. Nhìn nó rất là sâu cảnh nữa nhá. Đây con rơi này. Quá đẹp. Đục những cái phần cánh này quá đẹp luôn thưa quý vị. Đó. Và bên trên phần chính giữa thì sẽ là một con rơi ngậm chữ thọ cài kim tiền thưa quý vị. Đấy. Đục rất là nét quý vị ạ, đục rất là nét. Bức cuốn thư này được làm bằng chiếc đầu gỗ gụ cũ, gỗ gụ cũ có kích thước là chiều dài là 1m97, chiều cao là 97 và dày là 4,5 quý vị nhá. Đấy. Đây sẽ là hình tượng của cái kiếm này, cái kiếm cài vào cái cuốn thư tượng trưng cho văn võ song toàn thưa quý vị. Đây là con rơi hóa lá, đó, rơi hóa lá. Đục rất là đẹp, những cái giỏ hoa này thưa quý vị, nhìn rất là sắc nét, rất là bay. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? À. Và ngoài cái bức cuốn thư này ra thì cơ sở của em đang là có những cái bức cuốn thư khác. Đó, như những cái bức này thì quý vị chắc chắn là cũng đã xem rất là nhiều đúng không ạ? Đó, khi mà nhìn như thế này thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Và trong video clip sau thì em sẽ phân tích giữa hai cái bức cuốn thư này để cho quý vị có thể tiện so sánh hơn nữa. Em đang để như thế này cho nên là nó hơi khó so sánh một chút. Đó. Bên trong này cơ sở của em cũng đang là có những bức cuốn thư đúng không ạ? Bằng chiếc ốc đỏ Singapore hàng VIP. Đó. Và thưa quý vị nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm về cái bức cuốn thư này hay là tất cả những mặt hàng đồ gỗ khảm ốc của cơ sở của chúng em thì quý vị hãy vui lòng là liên hệ với em theo số điện thoại 0383639886 quý vị nha. Và quý vị xem video clip quý vị đừng quên là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cơ sở đầu tư em. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.